Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ HD. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin tức 24 giờ HD. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Cựu đại tá cảnh sát biển bán nhà lấy tiền góp vốn buôn lậu xăng. Trần Dung tu sĩ vừa bị bắt trong vụ chạy án triệu đô la Mỹ cho giám đốc bệnh viện Thủ Đức là ai? Bắt 4 cán bộ kiểm lâm, rừng phòng hộ liên quan phá rừng trên núi Thị Vải. Ông Nguyễn Đức Trung được đề nghị giảm án sau khi nộp 85 bằng khen. Cựu đại tá cảnh sát biển bán nhà lấy tiền góp vốn buôn lậu xăng. Kính thưa quý vị, bị cáo Phùng Danh Thoại, cựu đại tá trưởng phòng xăng dầu thuộc cảnh sát biển cho hay khi được nhóm buôn lậu rủ kinh doanh, ông bán nhà góp vốn. Bị cáo Phùng Danh Thoại là người đầu tiên khai báo trong chiều ngày 12 tháng 7 tại phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ và buôn lậu do Tòa án Quân sự Quân khu 7 giải quyết. Viện Kiểm sát cáo buộc nhóm buôn lậu Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn muốn lợi dụng ảnh hưởng của đại tá Thoại để buôn lậu nên rủ góp vốn kinh doanh xăng dầu. Vì đại tá đồng ý, đã góp 5 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 5 tới tháng 7 năm 2019. Nhóm gian thương sau đó buôn lậu xăng từ Singapore qua đường biển về Việt Nam. Trong vòng 16 tháng liên tục, nhóm này nhập hơn 198 triệu lít xăng, tiêu thụ thành công 196 triệu lít, trị giá là 2.794 tỷ đồng. Qua đây, Hữu hưởng lợi bất chính 105 tỷ đồng, tương đương 40% lợi nhuận. Nhóm của Viễn gồm Thoại chia nhau 60%, tương đương 157 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền thu được còn được dùng cho việc hối lộ hàng loạt quan chức thuộc biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, công an. Trong vụ án, đại tá Phùng Danh Thoại bị xác định được chia lợi nhuận 16 lần trong 16 tháng, lần ít nhất là 250 triệu đồng, nhiều là 3,4 tỷ đồng. Tổng cộng, ông Thoại đã được Viễn chia 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 2 năm 2020, do vị đại tá yêu cầu nên nhóm buôn lậu còn chuyển cho ông ta 4 tỷ đồng để thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Viện Kiểm sát cáo buộc tổng số tiền bị cáo Thoại hưởng lợi trong vụ án là 22,3 tỷ đồng, gấp 4,5 lần số vốn góp. Hiện người này đã nộp lại hơn 16 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trả lời hội đồng xét xử, Phùng Danh Thoại thừa nhận được Đào Ngọc Viễn rủ góp vốn kinh doanh xăng dầu nhưng không biết buôn lậu. Viễn nói bị cáo góp 5 tỷ đồng, mỗi năm sẽ được lãi suất vài tỷ đồng. Bị cáo sắp nghỉ hưu, thấy lãi suất như vậy là lớn nên bán nhà, gom tài sản góp vốn kinh doanh xăng dầu với nhóm Viễn Hữu, bị cáo Thoại khai. Cựu đại tá nói thêm, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, khi Viễn nhận được tiền chia lợi nhuận từ Hữu, sẽ chủ động xuống Hải Phòng để đưa tiền mặt cho Thoại. Thời gian, địa điểm đưa không cố định nhưng thường Viễn đưa tiền cho Thoại tại quán cà phê gần công ty ông ta. Khi Viễn chia tiền lợi nhuận cho Thoại, Viễn không nói cho Thoại biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm, nên Thoại không biết số tiền Thoại được chia, tương ứng bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm. Khai báo về việc này, Phan Thanh Hữu nói ban đầu chỉ biết mình và Đào Ngọc Viễn góp vốn vào buôn lậu xăng dầu, hoàn toàn chưa biết đại tá Phùng Danh Thoại là cổ đông. Lợi nhuận thu được, ông ta được hưởng 40%, còn nhóm của Viễn, trong đó có Thoại, được hưởng 60%. Hữu và các đồng phạm sẽ bị Tòa án Nhân dân xét xử theo thẩm quyền. Chân dung tu sĩ vừa bị bắt trong vụ chạy án triệu đô la Mỹ do Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức là ai? Quý vị thân mến, ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C03 Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ xảy ra tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có liên quan. Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 6 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Môi giới hối lộ gồm Bùi Trung Kiên, cán bộ phòng 6, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế, Buôn lậu, Bộ Công an. Lê Thanh An, cán bộ phòng 5, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Kinh tế, Buôn lậu, Bộ Công an. Bùi Thị Hồng Giang, sinh năm 1975, luật sư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn luật Bùi Gia và Cộng sự. Trần Văn Long, sinh năm 1976, cựu tổng giám đốc công ty cổ phần truyền thông du lịch Việt. Hà Duy Tuấn, sinh năm 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Ngọc Triệu, sinh năm 1973, ở Hà Giang. Thời điểm năm 2021, sợ bị bắt do những sai phạm trong đấu thầu, nên Quân chi 2,2 triệu đô la Mỹ nhờ Kiên lo lót, giúp đỡ mình. Tuy nhiên, Kiên không giúp được.
Thông qua người quen giới thiệu, Quân tìm gặp Trần Văn Long và Bùi Thị Hồng Giang, đặt vấn đề tìm cách giúp Quân không phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ việc. Vụ án xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức. Long Giang nhận lời và đề nghị Quân ký hợp đồng tư vấn pháp luật với giá 1,2 tỷ đồng. Sau đó, Quân đưa cho Long 1,5 triệu đô la Mỹ để lo chạy án. Long Giang đã đưa hết 1,5 triệu đô la Mỹ này cho Lê Thanh An. Cụ thể, lần 1 đưa trực tiếp cho An tại văn phòng của Long, số tiền 500.000 đô la Mỹ. Lần 2, Long đưa Giang 1 triệu đô la Mỹ để Giang đưa cho Hà Duy Tuấn tại khu vực cổng sau Bộ Công an, 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Theo lời khai của Tuấn, sau khi nhận 1 triệu đô la Mỹ, Tuấn đã 6 lần mang đến chùa Nôm, địa chỉ huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, đưa 970.000 đô la Mỹ cho Nguyễn Ngọc Triệu, tức cựu thượng tọa Thích Đồng Huệ, trụ trì chùa Nôm. Nhưng Triệu chỉ thừa nhận đã nhận của Tuấn 2 lần với tổng số tiền 400.000 đô la Mỹ để sư phụ lo việc giúp anh Quân. Dù Tuấn và Triệu đều giữ nguyên lời khai khi đấu chất, nhưng qua căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Tuấn đã 2 lần đến chùa Nôm đưa 400.000 đô la Mỹ cho Triệu. Theo lời khai của Nguyễn Ngọc Triệu, Triệu đã lấy 100.000 đô la Mỹ đóng kín vào hộp giấy kèm một chiếc chuông gió phong thủy mang đến gặp ông Vũ Văn Đắc, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần môi trường Thuận Thành, nhờ tìm hiểu tình hình, mức độ vụ việc và tìm cách giúp đỡ Quân. Khi gặp ông Đắc, Triệu không nói cho ông Đắc biết trong hộp giấy có gì, nhưng do nể Triệu là trụ trì chùa Nôm, người có uy tín trong xã hội, nên ông Đắc đã nhận lời tìm hiểu. Sau khi Triệu về, ông Đắc kiểm tra vật phẩm Triệu để lại, nghi là tiền nên đã mang đến chùa Nôm trả lại nguyên vẹn. Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Ngọc Triệu dù không có nhiệm vụ quyền hạn trong việc điều tra, xác minh vụ việc, vụ án xảy ra tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, nhưng đã nhận 400.000 đô la Mỹ để chạy án. Hành vi của Triệu đã phạm vào tội môi giới hối lộ quy định tại khoản 4, điều 365 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị can Triệu đã trả lại Hà Duy Tuấn 100.000 đô la Mỹ và 2,39 tỷ đồng trước khi bị phát giác. Người nhà bị can Triệu cũng đã tự nguyện nộp 5 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả trước khi bị can này bị khởi tố, bắt tạm giam. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét trong quá trình lượng hình với bị can Triệu. Bắt 4 cán bộ kiểm lâm, rừng phòng hộ liên quan, phá rừng trên núi Thị Vải. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã khởi tố bắt tạm giam 4 cán bộ kiểm lâm, rừng phòng hộ. Những người này bị bắt vì có liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải. Những cán bộ bị bắt là Lê Văn Sinh, 55 tuổi và Nguyễn Kim Bình, 37 tuổi, cùng trú tại thị xã Phú Mỹ, đều là cán bộ hạt kiểm lâm Vũng Tàu, Phú Mỹ. Hai người còn lại là Tạ Thanh Tùng, 33 tuổi và Trần Xuân Hưởng, 34 tuổi, cùng trú thành phố Bà Rịa, cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Những người này bị khởi tố để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ Luật Hình sự. Kết quả cho thấy cả 4 cán bộ trên đều là những người trực tiếp quản lý rừng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ và có liên quan vụ án phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã có cáo trạng truy tố người chủ mưu vụ phá rừng là Trần Quang Minh, 48 tuổi, trú quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Mở rộng điều tra vụ án trên, cơ quan điều tra xác định 4 cán bộ trên đã có hành vi vi phạm pháp luật như trên. Cơ quan chức năng xác định cuối năm 2020, Trần Quang Minh đã thuê người đào phá đất rừng, lấp bằng phẳng, dùng đá kè tạo bậc thang, đào ao, kè ao trên núi Thị Vải. Minh cũng lấy cây rừng trên núi này. Tổng cộng, Minh đã phá nát gần 18.000m2 đất rừng trên núi. Khu đất rừng Trần Quang Minh phá là rừng phòng hộ đã được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quản lý, có chức năng chống xói mòn, bảo vệ nguồn nước ngầm. Tổng trị giá thiệt hại của vụ phá rừng là hơn 170 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Trung được đề nghị giảm án sau khi nộp 85 bằng khen. Thưa quý vị, sau hơn một ngày xét xử, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Hà Nội trình bày quan điểm về vụ án. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra và tại phiên tòa, ông Trung chỉ thừa nhận có mối quan hệ bình thường với ông chủ Nhật Cường, Bùi Quang Huy, chứ không mở đường cho doanh nghiệp này trúng thầu. Nhưng khi căn cứ vào tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát xác định công ty Nhật Cường có mối quan hệ mật thiết với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ lời đề nghị của Bùi Quang Huy, ông Trung đã 3 lần gọi điện cho cấp dưới là cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Tứ, không kháng cáo yêu cầu dừng thầu.
Việc này được đánh giá đã tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa ở Hà Nội. Do vậy, tòa sơ thẩm quy kết ông Trung lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là không oan và mức án 3 năm là phù hợp. Đáng nói, trong giai đoạn phúc thẩm, ông Trung còn nộp 85 tài liệu là bằng khen, giấy khen kỷ niệm chương, huân chương trong thời gian công tác trong ngành công an và Ủy ban Nhân dân Hà Nội, các bằng khen giấy khen của bố mẹ đẻ trong các hoạt động chữ thập đỏ, bảo trợ người khuyết tật, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc màu da cam. Ông còn nộp 3 bộ hồ sơ thể hiện đang bị bệnh ung thư trực tràng, di căn phổi. Tại tòa hôm nay, ông Trung cũng thừa nhận toàn bộ hành vi như cáo buộc, song cho rằng việc làm này chưa đáng bị xét xử. Dù vẫn kêu oan, nhưng viện kiểm sát đánh giá, ông Trung đã thành khẩn khai báo về các hành vi như cáo buộc nên được cho là đã thành khẩn khai báo. Nhận định đây là những tình tiết giảm nhẹ mới nên viện kiểm sát đề nghị tòa xem xét chấp nhận một phần kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt cho ông Trung. Công ty Nhật Cường từng viết phần mềm không lấy tiền. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử liên quan đến công ty Nhật Cường, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cho biết, thời điểm ông còn là giám đốc công an thành phố Hà Nội, công ty Nhật Cường có viết một phần mềm quản lý dữ liệu dân cư cho công an thành phố mà không lấy tiền. Ngoài ra, công ty này còn viết một phần mềm quản lý xe tang vật cho công an thành phố. Đến giai đoạn ông giữ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, công ty Nhật Cường còn cho đơn vị của thành phố thuê phần mềm. Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thuê phần mềm quản lý giáo dục, tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 của công ty Nhật Cường. Các phần mềm còn lại cũng liên quan đến quản lý giáo dục. Khai trước tòa, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ông không giới thiệu cá nhân công ty Nhật Cường làm thí điểm gói thầu số hóa. Tại buổi ra mắt cổng dịch vụ công trực tuyến của quận Long Biên vào sáng ngày 31 tháng 7 năm 2016, lãnh đạo quận Long Biên nói về công nghệ số hóa tiên tiến. Ông Trung khai, khi kết luận hội nghị đã nói đơn vị nào quan tâm thì chủ động liên hệ với quận Long Biên hoặc liên hệ với đơn vị có thể thực hiện. Ông Trung cho biết, hoàn cảnh xuất hiện công nghệ số hóa hiện đại chính là vào buổi sáng ngày 31 tháng 7 đó. Trả lời thẩm vấn của vị đại diện Viện Kiểm sát, vị cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ông biết Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trước thời điểm giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Công ty này có tham gia một số dự án của Công an khi ông làm lãnh đạo. Đến khi sang Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng có một số dự án. Về 3 cuộc gọi ngày 15-16 tháng 5 năm 2016 cho ông Nguyễn Văn Tứ, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ông Trung xác nhận là chỉ đạo đình chỉ gói thầu. Với email của Bùi Quang Huy gửi cho mình vào các ngày 15 tháng 6 và 30 tháng 7 năm 2016, ông Trung khai là không đọc. Tới tình tiết này, vị đại diện Viện Kiểm sát cho rằng có sự trùng hợp và đi vào phân tích tình huống. Theo vị đại diện Viện Kiểm sát, ngày 15 tháng 6 năm 2016, Bùi Quang Huy gửi email cho ông Trung thì sau đó chiều ngày 15, sáng ngày 16 tháng 5 năm 2016, xảy ra sự việc ông Trung gọi điện thoại cho ông Tứ chỉ đạo đình chỉ thầu. Tới ngày 30 tháng 7 năm 2016, Bùi Quang Huy tiếp tục gửi email cho ông Trung và theo như lời khai bên trên của cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sáng ngày 31 tháng 7 mới biết công nghệ số hóa hiện đại ABBII của Nga